ơi, còn nhiều lắm, mới lấy con xe mà lấy được hết này luôn mới đủ á. Hết thì rồi thấy vô mẹ. Dạ chào bà con, ngày hôm nay là mùng 9 âm lịch ha, ngày tốt. Có mấy anh trai từ Chợ Mới An Giang xuống mua cây. Nay thứ sáu ngày Tây là ngày 2 tháng 12 rồi. Mua nhãn Long Tiêu Tứ Quý. Năm anh trai rất là đẹp trai. Không biết ông nào có vợ mà chưa có vợ à. Có anh nói chưa vợ đó, nói chắc. Có tôi là còn độc thân nè quên. Độc thân như tính ha. Còn như là cái ông mới vô ông đó. Anh lấy 72 cây. Hết cái gì nữa luôn. Lựa gì cây nào cũng đẹp hết trơn. Lấy đủ được rồi Phúc ơi. Dạ dạ. Dạ. Rồi đi ra đây đang lên xe nè cô chú. Ông đi tại chỗ xuống ha. Năm ơi. Đây bà con đi bảy chỗ. Lật cốp lên chất. Anh lấy 72 cây. Thì như chia sẻ cô chú biết là nhãn này hắn đặt tên lại để không trùng với bên kia thôi. Là đặt là Long Tiêu Tứ Quý chứ chắc nó cái tên cô chú cũng biết rồi đó. Trái nó thì 4 mùa, ra trái tự nhiên. Trái lớn hạt lép. Chắc vậy ngồi im trời mà. 7 chỗ hết chứ 4 chỗ đi không hết à. Đủ không á? Đủ chứ. Trời ơi còn dư nhóc. Vừa con đừng ném quá. Mấy cây rồi? 33 đó. 35. Để xe đi vô bán tiếp. Cái này chắc dư rồi ơi. Dư. Dư chỗ. Thì chắc vừa thôi đừng có ép. 39 cây. Rồi ngồi ở đâu? Xe này chịu chất cả trăm mấy chục cây. Trời tôi bật cái băng kia nữa. 44. Dạ. Hàng kho tuna nhìn kịch cảnh chứ nó lùng xỉn. Nó tấm mỡ mà. Dạ nó mặn này. Này có này. Dạ. Trăm mươi. Để đẩy xe kia ra luôn. Nữa.
rồi. Rồi hả? Rồi xong đủ rồi đó. Còn lấy gì nữa không? Còn lấy gì nữa anh Thuận ơi? Còn lấy gì nữa không? Chôm chôm có không?